Sau 8 năm bên nhau, vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh chính thức đăng ký kết hôn ngay dịp mùng 8 tháng 3. Bà xã Phan Mạnh Quỳnh xác nhận đã thực hiện thủ tục kết hôn vào hôm nay. Tối ngày mùng 8 tháng 3, giữa lúc dân tình thi nhau khoe hoa, qua nhận từ nửa kia thì Khánh Vi bà xã của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đích thân lên tiếng thông báo niềm vui của gia đình. Theo đó, sau 8 năm bên nhau và con đầu lòng đã hơn 2 tháng tuổi thì Khánh Vi và Phan Mạnh Quỳnh chính thức đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp. Cặp đôi còn bế luôn trái ngọt là nhóc thì có tên thân mật là Ốc để đi làm thủ tục cùng bố mẹ. Khuôn mặt Khánh Vi và Mạnh Quỳnh ngập tràn niềm hạnh phúc khi ký vào đơn đăng ký kết hôn. Trong cột mốc đáng nhớ này, vợ Phan Mạnh Quỳnh hào hứng chia sẻ ngày hôm nay Phan Mạnh Quỳnh chính thức là chồng hợp pháp của tôi. Anh nói đó là món quà dành cho tôi ngày mùng 8 tháng 3, trộm vía quá cảm ơn món quà mà tôi đã sử dụng bấy lâu nay. Hai đứa nào cũng lười làm giấy tờ tới nỗi đẻ mới chịu làm để làm giấy khai sinh cho ốc. Thật sự không hề lựa ngày để làm luôn mà làm chúng dịp. Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vi gặp gỡ nhau từ năm 2015, đến 3 năm sau đó thì nam ca sĩ cầu hôn vợ trong không gian lãng mạn ở biển. Vào tháng 4 năm 2021, cặp đôi tổ chức đám cưới ở quê nhà, còn hôn lễ ở thành phố Hồ Chí Minh hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Gia đình nhỏ của Khánh Vi và Phan Mạnh Quỳnh chào đón nhóc tỷ đầu lòng là bé ốc vào tháng 1 năm 2023. Hiện tại, Phan Mạnh Quỳnh đã về hẳn ở Nha Trang để sinh sống cho cận kề vợ con. Nam ca sĩ vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật, còn vợ tập trung kinh doanh thời trang. Trong dịp kỷ niệm 7 năm yêu nhau, Khánh Vi từng nhắn nhủ Phan Mạnh Quỳnh thật ra không phải vì anh là người yêu, hay vì anh là chồng em mà em sinh con cho anh, mà vì anh là người tử tế nhất mà em gặp. Cảm ơn thanh xuân đã có nhau cùng nhau hoàn thiện hơn, mong rằng chúng ta sẽ cùng nuôi dạy con cái thật tốt, sau đó cùng nhau tung tăng và cùng nhìn nhau già đi.